Chào các bạn quay trở lại với loạt bài hướng dẫn sử dụng Revit MVP 2019. Trong video trước thì mình đã kết thúc cái phần thông gió HVAC điều hòa. Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn chuyển sang các bạn sang phần đi đường nước và các thiết bị liên quan đến nước. Thì để bắt đầu một cái dự án như vậy thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái project về phần nước. Chúng ta sẽ sử dụng cái kích vào nút New. Các bạn kích vào Browse. Rồi, ok. Các bạn thấy là có nút là Plumbing Default Metric. Bạn kích Open. Rồi, chúng ta kích ok. Ok, đây là project chúng ta tạo ra. Bây giờ mình sẽ insert file Revit vào. Các bạn chọn insert link Revit. Rồi chúng ta sẽ tìm đến cái file Revit. RAC. Đây phần kiến trúc đây, chúng ta insert nó vào. Các bạn chọn là auto origin to origin open. Ok. Sau khi chúng ta thêm vào rồi thì chúng ta sẽ chọn nó. Nếu mà các bạn chọn nó, nếu không chọn được thì bạn để ý cái phần Select Pin Element này, nó bị hủy hủy tính năng này thì các bạn không chọn được. Rồi các bạn chọn nó, các bạn nhớ pin lại, khóa nó lại để không di chuyển được. Ok. Sau đó thì các bạn chuyển về cái mặt đứng hướng nam này. Đấy. Đây chúng ta có cái sao làm mình kích vào đây. Rồi chúng ta sẽ lôi hai cái thằng level của chúng ta ra ngoài. Đây là hai thằng level mặc định, cũng giống như các cái phần thiết lập trước thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng lệnh align để gióng cái thằng level 2 mặc định này vào level 2 của thằng kiến trúc. AL chọn chọn ok, xong chúng ta sẽ lưu lại. Ok, các bạn chọn option, chọn một backup vào. Save lại. Rồi, chúng ta về tầng 1. Ở đây chúng ta sẽ chọn tiếp cái thằng link này. Nếu không chọn được thì các bạn tích vào đây. Bỏ cái này đi. Tích chọn. Ok. Tích chọn xong, các bạn kích vào Edit Type. Các bạn tích chọn cái Room Bounding để cho mình tạo cái space. Ok. Bây giờ mình sẽ kéo những cái elevation mặc định này đi ra ngoài công trình này cho nó nhìn bao quát công trình. Ok. Kéo những thằng này ra. Ok.
chọn khó, đôi khi các bạn chọn tương đối khó, sát quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi tắt cái hack này đi, tắt cái hack của cái thằng sàn này đi. Bạn dùng lệnh VG tìm đến floor, rồi mình chọn cái phần cột pattern này, kích vào đây, chúng ta bỏ chọn đi. Ok, tương tự như thế. Tầng 2 mình cũng VG floor, kích vào đây, bỏ chọn, bỏ chọn. Ok, cái này là của thằng này. Ok, hơi mình kéo bị sót, tốt nhất là mình dùng chuột mình bao nó lại, chuột mình bao nó lại, xong rồi mình kéo thì sẽ không bị sót cái hình này, không sao cả. Xếp lại nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem đây là tầng 2 của chúng ta. Mình sẽ đi mình tạo cái space và analyze. Ta kích vào space. Rồi mình kích vào split space automatic để cho nó tự động nó tạo. Ok. Rồi sau đó thì mình sẽ chọn cái phần space naming, kích vào đây, chọn name and number, kích ok để nó đổi tên, để nó đổi tên các cái phòng space theo cái tên của room và number. Rồi ở đây có một số các cái phòng toilet. Đấy, thì mình sẽ đi xử lý các cái phòng này. Chúng ta sẽ vẽ ở các cái phòng đấy. Tương tự như thế ở tầng 1. Chúng ta quay trở lại tầng 1. Mình sẽ chọn Space. Mình đặt tự động. Close. Sau đó chọn Space Naming để đánh lại tên. Ok. Mình có toilet đây. Ok, bây giờ tầng 1 này, phần toilet, phần space này nó rồi, chúng ta kéo xuống xem thằng space là gì. Đây không phải phòng, chúng ta xóa cái này đi. Revit không tạo room cho cái phòng này. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo callout cho cái thằng này vào view callout. Đó, mình sẽ tạo một cái callout như này. Ok. Rồi. Cái phần nét của callout này thì các bạn có thể chỉnh. Mục đích mình tạo callout này để mình phóng cái khu vực này lên thôi, để tí nữa mình vẽ cho nó dễ nhìn thôi. Không có gì cả. Phần callout này đường nét bạn có thể chỉnh ở cái phần manager. Phần object style. Annotation object. Rồi các bạn kéo xuống với mục Color Boundary. Bạn có thể chỉnh nét đây là 5 chẳng hạn. Đấy, đường nét này các bạn có thể chỉnh là nét đứt. Dash dot. Ok. Rồi các bạn thấy đây. TL lên các bạn thấy là nét đây. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái Color này. Kích chuột phải. Go to View. Mở cái Color này ra. Mình sẽ chỉnh lại cái tỷ lệ ở đây, các bạn thấy mờ bởi vì cái view này nó đang áp dụng một cái view template. Ở đây các bạn view template đây, mình kích vào cái chữ này, mình chọn là none để bỏ đi để cho chúng ta chỉnh. Rồi mình chọn ở đây là 125. À, rồi các bạn có thể VG để các bạn bỏ hack đi, floor bỏ hack, bỏ hack. Ok, rồi bây giờ mình sẽ xếp lại.
Rồi cái phòng này thì đang là space. Bây giờ mình sẽ để space thêm vào đây. Kích vào space, đặt vào đây. À cái phòng này được đặt space rồi thì mình đặt ấy thôi. Mình kéo xuống xem nó đúng tên chưa. Đây rồi. Number name ok hết rồi, giống. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển lên tầng 2 plumbing. Mình cũng tạo một cái callout cho cái toilet. Đây, xóa cái thằng này đi. Ok. Chọn view. Chọn callout. Mình bao cái vùng này lại. Rồi, xong mình kích chuột phải vào thằng này, go to view. Rồi mình chọn tỷ lệ. Không cho chọn bởi vì đang áp template. Kích vào đây. Kích vào none. Ok. Chỉnh tỷ lệ 125. Rồi, dùng lệnh VG. Chọn floor. Ẩn hack. Ok. Rồi, bây giờ mình có hai cái thằng đây, plumbing 1 và plumbing 2. Ok, mình sẽ rename nó. Mình sẽ rename thằng này là plumbing toilet. Rồi, thằng bên dưới này mình cũng đổi rename thành toilet. Ok. Ok, như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách để các bạn tạo một cái project ban đầu cho cái phần đi đường ống nước. Các bạn tạo hai cái callout, mục đích là để mình để đi cho nó dễ, các bạn quan sát cho nó dễ thôi. Và các bạn ẩn đi các cái hack floor để các bạn nhìn thấy các cái thiết bị đường ống nước dễ dàng, không bị ảnh hưởng đến cái tầm quan sát. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.